À cái gì? Mày làm cái gì mà láo la láo liên như thằng ăn cắp ấy? Không phải việc của mày. Mày đang tìm cái gì đấy? Lại có tiền rồi. Tiên sư nhà mày, tao còn tưởng mày nhặt được vàng cơ đấy. Thế cái này không phải là tiền à? Mày thử bán 1 vạn cái này xem mày có mua được vàng không. Đúng là thằng dở hơi. Thế mày nhặt bao giờ mới được 1 vạn chiếc? Tao nói mày nghe này, bình quân một ngày tao có thể nhặt được 3 đến 5 cái, mà một năm thì có 365 ngày, vị chi là 5 năm là tao có thể mua được. Ôi trời, mày đã tính toán cả chuyện này luôn rồi à? Đúng là cái thằng chó ghẻ. Tao lạy mày luôn đấy. Mày cũng chỉ là phụ hồ thôi. Mày xem nhẹ đồng tiền thế mày không thấy mày hãm à? Tao hãm. Mụ Tuyết đang đi tìm mày đấy. Mày liệu hồn. Tao lợ lần gì bà đấy, bà ấy tìm tao nhỉ? Hôm qua mày nhặt vỏ bao xi măng ở công trường đi bán. Mày quên nhanh thế. Cái con mụ giả người này, cả năm bán không sao, tao nhặt có một ngày mang đi bán thôi mà cũng kêu. Đúng là cái đồ kỳ bò. Còn cả cái con mụ nhung quán nước nữa, nó nhắc mày suốt đấy. Ngày nào tao uống nước của nó là tao trả tiền cho nó. Tao có nợ nần gì nó đâu mà hà cớ nó chửi tao. Mày trả tiền, nhưng mà lần nào mày đến ấy, mày cũng lợi dụng, mày lấy tăm, lấy thuốc lào, còn lấy cả dê ăn của nó nữa. Nó để ý nó biết hết đấy. Vô lý. Chuyện này có mỗi con lợn này. Mày bán đứng tao đúng không? Bán đứng bán ngồi cái gì? Tiện mồm thì tao nói thôi. Thằng chó. Mày nhớ con mặt đẹp trai của tao đấy. Đẹp trai cái con khỉ ấy. Tao với mày một ngày gặp nhau 10 mấy tiếng, tao quên thế nào được. Thôi, không tranh luận nữa. Lượn lờ nãy giờ mệt quá rồi. Tao với mày ra quán trà đá làm công đức cho mát. Đừng có ra quán cái nhung, ra quán con mụ mi béo ấy. Mày làm như là mày ít tội với con mụ mi béo lắm ấy nhé. Thôi về công trường uống nước lọc đi. Đúng là cái thằng bẩn tiện. Mày, cái thằng kia, mày chờ tao với. Con mụ béo này, cạn tàu rau máng. Mình uống nước mình trả tiền, nhưng có vẻ mình không trả đâu, mà nhất quyết không chịu bán cho mình. Cày ông đi uống chỗ khác. Cô em xinh đẹp này sao lại mặc quần áo công nhân của công trường mình à? Công nhân mới à? Này cô em. Chào anh. Xem có vấn đề gì à? Vâng. Không hiểu sao đi đến đây thì xe chết máy. Tôi kiểm tra rồi, xăng vẫn còn mà không biết tại sao. Này anh. Anh đang làm công nhân xây dựng cho tập đoàn ABA à? Nói nghe hoành tráng quá. Tôi là phụ hồ thôi. Vâng. Thế anh có biết sửa xe không? Tôi không. Vậy mà anh xem xét như thật đấy. Làm tôi cứ tưởng Tôi thì tôi không biết sửa. Thế nhưng mà tôi biết chỗ sửa. Vậy hay quá, anh chỉ giúp tôi với. Này, cô lau mặt đi. Mặt bẩn nhỉ? Anh làm phụ hồ mà cũng có khăn giấy à? Lịch sự thế. Tôi cảm ơn. Cô lau mặt đi. Để tôi ra xe giúp cô. Cảm ơn anh nhé. Ok. Anh chàng này thú vị thật. Không biết là có người yêu chưa nhỉ? Cô không đi à? Đây. Chú sửa qua cái xe chiều lấy nhá. Chào cảm ơn ạ. Cảm ơn chú. Đấy, đây là cái quán sửa xe quen của tôi. Uy tín lắm, chiều nay là lấy được luôn. Cảm ơn anh nhé. Cô làm ở trong khu công trường đằng này à? Công nhân mới à? Cũng gần như thế. Làm là làm mà không làm là không làm. Gần như thế là thế nào?
Chuyện này để lúc nào có cơ hội tôi nói với anh sau. Tôi phải vào công trường một chút đây. Ê, khoan đã. Có chuyện gì à? Nãy giờ tôi giúp cô thì trả công tôi chứ. Anh nói gì cơ? Ở đời ấy, có ai là cho không ai cái gì đâu, đúng không? Vậy anh muốn bao nhiêu? Từ đấy dắt bộ ra đây. Thôi xin 200. Tiền của anh đây. Từ. Còn cái khăn giấy mà tôi đưa cô ấy, 2000. Tổng 202.000. Sao thế? Chia đất à? Anh tính toán kỹ quá đấy. Lần sau gặp anh khéo tôi thở thôi, anh cũng tính tiền oxy mất. Ý này của cô hay phết đấy. Anh lại sao nữa? Tôi không có 3.000 lẻ. Hay là cô bỏ cho tôi nhé. Rồi, tiền của anh đấy, anh cầm lấy đi. Ấy, sao nữa? Công của tôi ấy thì cô trả rồi. Nhưng mà mời tôi cốc nước để cảm ơn chứ nhỉ? Mời anh cốc nước á? Tôi đưa cho anh tiền rồi mà. Đây là tiền công mà. Còn cảm ơn thì tôi chưa thấy. Anh làm tôi bực rồi nhá. Anh có thấy ai dắt xe một đoạn mà lấy của người ta 200.000 thế không? Đấy, tôi đã bảo cô là cô chê đắt rồi. Cô nói dối tôi. Rồi, xem như là anh đúng. Nhưng mà bây giờ tôi đang bận, để khi khác tôi mời anh cốc nước nhá. Cô nói điêu. Đang giờ nghỉ trưa này thì bận cái gì? Chỉ có công nhân các anh là nghỉ thôi. Ô, thế cô mặc đồ công nhân đấy, thế cô là gì? Thôi được rồi, tôi đã nhiệt tình như vậy mà cô vô ơn như thế thì tôi cũng không trách cô đâu. Tôi rộng lượng mà. Vâng, anh rộng lượng. Anh mà rộng lượng ấy thì chắc cả thiên hạ này không có ai là keo kiệt đâu. Thế cô tính sao? Có mời tôi đi uống nước không? Mời. Có thế chứ. Mời cô. Em chào chủ tịch ạ. Chị ngồi đi. Tài liệu của chủ tịch đây ạ. Cứ để đây đã. Chủ tịch làm sao thế ạ? Trông chủ tịch có vẻ không được vui. Hay là chuyến thị sát lần này có gì không ưng ý ạ? Cũng tại tôi. Sợ bị tắc đường nên tôi lấy xe máy đi. Ai ngờ đi giữa đường thì xe lại hỏng. Hóa ra là vậy ạ. Chuyện chỉ có vậy thì nói làm gì. Xe đã hỏng rồi còn gặp ngay một tên lưu manh. Bực thế không biết. Thôi chết, chủ tịch có làm sao không ạ? Để tôi báo công an. Không sao đâu, tôi giải quyết xong rồi. Không biết hắn là ai mà to gan lớn mật thế không biết. Dám đắc tội với chủ tịch tập đoàn ABA chứ. Anh ta chỉ là phụ hồ thôi. Thôi được rồi, để tài liệu đấy, chị về làm việc đi. Dạ vâng, thế tôi xin phép ạ. Long, hả? Mày có thấy nóng không? Nóng. Đi làm cước trà đá đi. Thôi mày ơi, tháng vừa rồi tao vừa bị trừ mất 150.000 vì cái tội trốn đi trong giờ làm việc ấy. Nhưng mà chủ thầu có ở đây đâu. Hay là mày ra mua chai nước về uống đi. Cũng được. Đưa tiền đấy. Thằng chó ghẻ này, lại tiền. Quanh năm mày chỉ biết bào tao thôi à? Tùy mày. Tao chả khát lắm. Vậy thôi, tao tự đi. Chủ thầu ra tao không giấu hộ đâu. Đây, tao đưa tiền, mày đi mua đi. Đúng là cái thằng vắt cổ chảy ra nước, không bao giờ dám hỏi mình cái gì cả. Ôi, mệt quá. Sao xung quanh đây không có quán nước nào vậy?
Ê, cô. Cô muốn uống nước à? Anh có ý gì? Nước này, cô uống không? Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi như thế này mà phải uống nước của một tên phụ hồ bẩn thỉu như anh á? Không có đâu. Sao thế? Tự ái à? Này, tôi chưa trêu ghẹo gì cô nhé. Cô ăn nói đừng có quá đáng như thế. Tôi thích thế đấy, làm sao? Được. Mắt cá. Cầm một chai này. Anh định khiêu khích tôi đấy à? Không, có khiêu khích đâu. Ở bên kia kìa, cách đây một cây số ấy, có chỗ bán nước ấy. Chịu khó ra đi mà mua nhé. Tôi đi đây. Ơ cái khoan đã. Gì? Muốn uống à? Này. Không lượn đi, con đứng đấy nhìn làm gì? Đi sao được? Cô chưa trả tiền cho tôi mà. Anh nói sao cơ? Tiền gì? Hế? Nước này. 50. Ôi rồi. Thế không phải anh mời tôi à? Không. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Tôi với cô quen biết gì đâu. Hề. Cho dù là như thế thì không thể cái chai nước này tận 50.000 được. Tôi đi ra ngoài kia mua, chỉ 10.000 là cùng thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là như này này. Bình thường tính cả công thì 20.000. Thế nhưng mà vì cô xúc phạm tôi quá nên tôi tính cô 50. Anh bị điên đấy à? Anh có biết tôi là ai không à? Hả? Cô ấy buồn cười nhỉ. Tôi cần chỉ biết cô là ai. Tôi cần tiền thôi. Anh làm phụ hồ đúng không? Phụ hồ thì làm sao? Có phải anh làm bên kia, trong khu đô thị của tập đoàn ABA đúng không? Chuẩn gơn. Cô muốn gì? Vậy anh có biết tôi là ai không? Ô, cái cô này, cô buồn cười thế nhỉ? Tôi hơi cay cô rồi đấy nhá. Này, tôi không tán tỉnh cô nhá. Tôi không cần biết cô là ai cả. Tôi chỉ cần tiền. Tôi cần tiền thôi, cô hiểu chưa? Tôi là thư ký cấp cao của tập đoàn ABA đấy. Ôi dào ôi, cô có là chủ tịch ABA thì cũng chỉ thế thôi. Này, thằng này nhá, đi làm theo thợ cả. Tôi đếch phụ thuộc vào ai hết. Trời ơi, có 50 không trả được, bày đặt cao sang cái gì hả? Anh được lắm. Tôi sẽ cho anh biết tay. Cô đi ăn quỷ à? Hả? Cô có tin là tôi hô lên cho mọi người biết xem ai đẹp mặt không? Hả? Cái thằng cha này mặt dày thế nhở? Gì? Dày dày cái gì đấy? Tôi muốn về công trường để nói chuyện với cấp trên của anh. Đang giờ nghỉ trưa rồi về đấy làm gì? Nôn tiền ra. Mới thế đã trưa rồi. Cái cô này buồn cười nhở? Nôn tiền ra đây không? Có mỗi cái chai nước thôi mà cứ kỳ kèo nãy giờ. Đưa thì cũng phải từ từ chứ. Làm gì mà anh cứ hung hăng lên như thế? Đàn ông cứ lèo nhèo như đàn bà. Cổ đúng là giả lờ ưa lắm. Nó nhẹ rồi không nghe. Uống xong nhớ vứt thùng rác ấy. Nhớ chưa? Ông cứ đợi đấy. Chưa xong với tôi đâu. Chào cô, gặp lại tôi, cô có vui không? Sao anh biết tôi ở đây? Chuyện này thì đúng là tình cờ. Hôm nay công trường của tôi ấy, đổ bê tông nên là được nghỉ. Tôi lang thang thế nào, đến đây tôi thấy cô, nên là tôi đã vào đây. Đúng là nhiều cái tình cờ thật. Nhưng tôi với anh cũng có quen thân gì đâu. Anh có thể ngồi ra chỗ khác. Cô cứ nói thế. Dù sao thì tôi cũng đã giúp cô một cái chuyện khá là to lớn đấy. Anh giúp tôi, nhưng anh cũng bóc lột tôi đủ rồi. Cô cao sáng này tính toán làm gì mấy cái đồng lẻ. Em ơi, cho anh không ổi nhá. À, tôi hiểu rồi. Anh thấy tôi ở trong này nên định vào đây để báo tôi thêm công nước chứ gì. Tôi giúp cô thế, cô phải cảm ơn tôi chứ.
Thật sự là cả cuộc đời tôi chưa gặp ai bần tiện như anh đấy. Trông cô xinh đẹp như này mà nói khó nghe thế, bất xinh đấy. Lại chẳng không à? Anh đường đường là một người đàn ông mà anh toàn tìm cách bắt nạt một người phụ nữ như tôi thôi. Anh xem, anh có đáng mặt không? Ừ, anh cảm ơn. Cô ơi, thực ra nó cũng là vì hoàn cảnh thôi cô ạ. Hoàn cảnh á? Anh có thể lựa chọn hoàn cảnh tốt hơn. Chỉ cần anh chăm chỉ và bớt mấy cái trò trẻ con vòi tiền ấy lại. Mà cô đang làm việc à? Anh biết là tôi đang làm việc, mà anh vẫn làm phiền tôi đấy. Này, tôi vừa mua được cái bút, cô có dùng thử không? Cũng đẹp đấy, cảm ơn anh. Khoan đã. Sao đây? Anh định tính giá cái bút này bao nhiêu tiền? Nói luôn đi. Không nhiều, 50. Tôi biết ngay mà, bó tay với anh đấy. Nghỉ tí đây. Hôm qua mày đi đâu ấy? Bí mật. Nhìn cái mặt thế này, chắc là kiếm ăn được gì rồi đúng không? Cũng gần thế. Mày buồn xỉn như thế mà suốt ngày tranh thủ kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, ấy thế mà vẫn cứ nghèo như chó. Thế mày để tiền ở đâu hết? Mày thì hiểu cái gì? Hoàn cảnh nhà tao ở quê phức tạp lắm. Ô, Long Long, nhìn kìa, có phải mày đã đắc tội với ai không? Chính là thằng kia, lùi nó ra đây. Ô này 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 này, các người định làm gì đấy hả? Sao thế? Không nhận ra tôi à? Ôi, thôi chết rồi, tao đau bụng quá, tao đi giải quyết á, mày bảo trọng nhé. Ô này, thằng kia, đang nước sôi lửa bỏng, mày đi bỏ tao đấy mày. Để xem, còn ai giúp ông nữa không? Chuyện mọi hôm chỉ là hiểu nhầm thôi, cô em bình tĩnh nhé. Hiểu nhầm à? Ông tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? Anh ơi, đau, tôi trả tiền cho cô làm được chứ gì, đừng đánh ngay ạ. Dừng lại. Chủ tịch ạ. Chị Ngọc Anh, chị đang làm cái gì thế? Đây chính là tên lưu manh đã lừa tôi. Và tôi cũng điều tra ra chính anh ta đã lừa chủ tịch, cho nên là... Cho nên chị thuê côn đồ để hành hung người ta à? Anh có sao không? Chủ tịch, hắn ta lưu manh lắm, cô nên tránh xa hắn ta ra. Chị thôi đi. Chị có biết là những hành động vừa rồi của chị làm tôi vô cùng mất mặt không? Dạ, tôi không dám ạ. Anh ta tuy là có buồn xỉn keo kiệt thật, nhưng không đáng để đánh người ta như thế đâu. Hơn nữa, mọi chuyện còn có pháp luật. Chị đường đường là thư ký cấp cao của tập đoàn tôi, mà chị hành động không khác gì dân giang hồ chợ búa. Chị nói xem, chị đúng chỗ nào? Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi chủ tịch ạ. Tôi sẽ kỷ luật chị sau. Chị về đi, chuyện ở đây tôi tự giải quyết được. Dạ vâng ạ. Này cô ơi, cô làm chủ tịch thật à? Vâng thưa anh, sao vậy? Wow, thế thì cô lắm tiền lắm đúng không? Tôi biết là anh đang nghĩ gì trong đầu đấy nhá. Bỏ cái ý định đấy đi, định moi tiền tôi hả? Ê, cô khéo đùa, tôi làm gì có ý định thế? Chuyện hôm nay xem như là một bài học cho anh về cái tính láu cá khôn lỏi vặt vãnh của anh đấy. Nếu cảm thấy khó khăn quá, cứ nói với tôi sẽ thu xếp thêm công việc cho anh. Đừng làm mấy thứ bậy bạ nữa, nếu không á, có ngày tai họa lớn hơn sẽ ập đến đấy. Ây ôi. Này, từ giờ bỏ đi mà làm người nhé. Thằng chó này, mày bạn bè thế à? Hả? Chủ tịch nói rồi đấy, từ bây giờ mày bỏ cái tính bẩn tiện láo toét đi. Xã hội này không phải ai cũng ngu để cho cái mặt mày lừa đâu. Mày được đấy. Thôi được rồi, rút kinh nghiệm lần sau. Tao bảo mày nhiều lần nhưng mày có nghe đâu. Đi vào đi.